Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 10.000 viên hồng phiến và 1 kg ma túy đá. Trước đó thì vào chiều ngày 14 tháng 6 tại khu vực cầu Rảo Mắt trên quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tổ công tác liên ngành của Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét tại hiện trường thì lực lượng chức năng đã bắt được và thu giữ 1 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên hồng phiến và 1 xe mô tô. Hiện vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.